Chào tất cả anh em. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con game Phong Lăng Thiên Hạ của Gambota, sắp phát hành tại Việt Nam nha. Đây là bản Trung Quốc. Và hôm nay mình sẽ chơi môn phái Thiên Uy. Môn phái thứ hai là môn phái Thiên Uy nha anh em nha. Mấy hôm mình tập trung mình làm cho nó xong mấy cái môn phái của Tân Thiếu Ngạo đi, vì là game sắp ra mắt đến nơi rồi, 26 tháng 8 là ra mắt rồi. Hôm nay Qing Yi Men Wu Yi Shi Lian Da Điển, Qing Lan Shi Mei cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Nay mới có thời gian thì tiếp tục làm về con game Phong Lăng Thiên Hạ vậy. Hiện tại thì Gamota cũng chưa ấn định ngày ra mắt hay là alpha test cả, nên là cứ thong thả thôi. Game này là game thuộc thể loại MMO nha. Sáng nay ông cụ 4 rưỡi ra đi đánh chim mà đầu tiên gọi mình, nhưng mà mình chắc không dám gọi nữa, tại không thấy mình thưa nên là không gọi nữa. Mình nghe có ba chim rồi. Hóa thần này. Hóa thần thì chưa biết. Hóa thần thì giống với cả Phong Luân thôi. Vâng, sao xa xào nà. Tôi chính xác biết, anh sẽ đến cứu tôi. Bị trói thì tôi cũng không sợ gì. Tôi tin rằng anh sẽ có thể đánh bại những tên khốn nạn, bảo vệ tôi và sư tỷ. Tại sao Yang đoạn chi? Có chuyện rất khẩn cấp gì đó. Binh bao Lý Ngũ Cơ trở về. Không phải sợ chứ, 我们快点过去支援吧。掌门已经返回青玉峰，我们去点燃龙炮，请太上长老出关。 天下乱。 Không đủ dùng thì mẹ có thiếu tiền phải đi vay mà làm thôi. Làm đủ dùng thôi thì phải thành tém. Tháng mình đăng ký một cái sim mạng, một cái
trên mạng 50 này, những cái sim kia đăng ký phút gọi 45.000 nữa, hết 95.000 một tháng. Chúng kẹt tiền tiền. Ừ, gọi nội mạng thôi. Được 500. Ừ. 500 phút cơ mà. Nhìn cái phái này mà quần áo nó nhìn như nông dân này trông chán đời thế nhỉ. Hoàng Phong Tử chưa sử dụng xe vận thi. Nhìn cái phái quân Luân nó còn đỡ. Mẹ mặc quần áo với như mấy thằng nông dân trông. Tuần nữa hôm nay đang kêu rồi này, ở nhà đang như này, ít nữa mà đi làm cũng chán. Bạn ở nhà chơi sướng. Xin lỗi, liệu chết 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 就必须破除重新来身上的傀儡之术。没有想到你们的能力真是出乎我的意料。嗯，对。你这根都烂，hết gần gần cái nhà rồi gì nữa。 tán gần hết nhà gần đâu. Lan công nhị xã xuất hiện quân chỉ, chiến công quân chỉ.
Thích nhất cái skin bán con rồng. Xong nó lạ lạ. Đấy, bán con rồng đẹp chưa? Thiên hạ giáo sư nhuệ giang hồ, nguy hại thăng sinh, đừng nhân tử chu trì. Phái này có sạch kim xoán ngon này. Thank you.
Thế thôi, cơ bản môn phái thiên lui này nó chỉ có vậy thôi. Mình không nói nhiều về tính năng game, nói về kỹ năng của nhân vật thôi. Có lẽ mình sẽ dừng video này ở đây, và trong video sau mình sẽ làm nốt về một phái nữa. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye, chào hẹn lại nha. Bye bye anh em.